Lâu quá không đi, bụi cây nó kín rồi. Lá xâm lam là lá nào cô? Ồ hay vậy. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn nha. Cũng lâu lắm rồi thì em mới có dịp làm lại những video clip về núi rừng, khám phá núi rừng hoang dã. Và hôm nay thì em cũng giới thiệu với mọi người núi Trọc. Đỉnh núi này được xem như là nóc nhà của Nam Chài, Vĩnh Lợi. Và từ đây thì mình có thể nhìn thấy ra xa hết khung cảnh bao quát của làng Chài, Đề Di, Phù Cát, cũng như là toàn cảnh của làng Chài, Vĩnh Lợi và khu du lịch dã ngoại Biển Đanh. Một khung cảnh rất là thơ mộng, rất là tuyệt đẹp luôn với mọi người. Bây giờ thì cùng theo chân hành trình leo núi cùng em nhé. Thì chỗ này hết đường rồi các bạn. Có cái con đường người ta mới mở, mọi người chạy xe máy ra đến đây và dựng xe máy ở bên đường và leo lên tòa cát đi thẳng lên trên kia núi Đồi Trọc ở phía trên. Phải đi bộ một quãng. Leo đồi cát vất vả thế nha mọi người. Trước kia thì ở đây rất là hoang sơ ấy mọi người, những rặng dương phi lao che phủ suốt à. Nhưng mà giờ như là theo quá trình phát triển thì cây cỏ cũng bị tùi lủi càng ngày càng nhiều. Như theo cái hướng này đi thì có cái đường mòn nhỏ mà người dân hồi xưa họ trồng keo họ mở ra. Mình đi theo đường mòn sẽ nhanh hơn. Thì dưới này là Biển Đanh nha mọi người, khu du lịch Biển Đanh mới đang được đầu tư phát triển và mở mới ngay theo gần đối diện phía bên kia là cửa biển Đề Di. Biển Đanh là nơi Biển Đanh thì thuộc Vĩnh Lợi, Mỹ Thành, tiếp giáp đối diện bên bờ bên đó là Đề Di. Thấy cô thấy chỗ nào cái đường tiện nhất ở đây không? Lên trên núi trước. Cô biết đường, cô dẫn chúng con đi chưa? Hầu giờ không có đi đường đây. Wow. Đường này người ta rào hết rồi mà sao cái đường lên được đó? Này à. Đây à. Núi mình ở đây nó thấp. Dạ dễ đi. Dạ. Núi này nhìn dễ đi hơn, nó không có đậm rạc nữa, thưa thớt. Dạ. Hầu con đi leo là toàn mà vô mấy rừng nguyên sinh nó còn đậm rạc, nó còn dốc hơn dài nhiều. Một mấy cây gai. Wow. Khi leo núi thì nhớ để những cái nhành gai, những cây gai ở dưới mặt đất nha mọi người. Nhiều lúc bất thình lình mình đi
bất ngờ mình không để ý nó châm vào khá là đau ấy. Thấy cô nghỉ mệt xíu ấy, mình quên mất cái đường mòn ở phía bên này, đi đường mòn sẽ dễ hơn, chỉ giờ leo lên cũng hơi khá là vất vả. Như cái này hồi xưa con đi lâu lắm rồi, dúng cái có đường mòn đây, lâu quá không đi, bụi cây nó kín rồi. Sau một hồi tìm đường cực khổ, giờ cũng sắp tới, thấy được cái con đường lên đỉnh núi rồi mọi người. Đường khá là dễ đi. Đỉnh ở này hả cô? À đúng. Này có cái đường lên không? Chỗ đây. Bọc thẳng cái đường đó rồi có đường mòn lên nè. Ừ, chỗ đó nó có đường mòn. Yeah. Đường mòn chứ mà một cái đường mòn mình đi xuống, chứ còn nói nếu mình lên đây thì mình phải tiểu lên. Giờ mình phải bọc đi theo bên phải của dưới sát dưới chân núi để sang cái đường mòn. Lên núi này thì tốt nhất mọi người nên tìm một cái con đường mòn đi, nó dễ hơn. Còn đi bình thường thì phải leo núi, hơi vất vả tí. Chỗ này tới chỗ đường mòn gần không cô? Xuống này dễ. Từ đây nhìn người ta thấy toàn cảnh màn trời bên lề này. Dạ, tí đường mòn lên đầu hồi trước hồi nhỏ con nhớ con đi cái đường mòn phía bên đó con leo lên trên đỉnh luôn, trên đỉnh nó bằng rất là bằng. Như là chỗ cái chỗ cái núi nhọn đó là nó có đường sẵn luôn, cùng sát bên đây mà. Chỗ nào cô? Trời hôm nay rất là nắng. Mới cái 9 giờ rồi. Là nắng cháy đồ. Mấy cái còn cả lâu. Sắp tới đỉnh núi rồi. Mọi người nhớ trang bị thêm mũ nón đầy đủ nha. Chứ lên này là nắng lắm ấy. Trên đỉnh núi thì có nhiều loại cây rừng như là du dễ, tù bi. Và lần này thì mình có tìm và phát hiện thấy một loại lá cây rừng rất là hay, là lá xanh lam mọi người. Chính là con đường mòn này. Hồi nhỏ mình còn hay đi. Đi một lần rồi chứ. Được con đường mòn rồi dễ đi. Wow. Hình như thấy được cái cảnh ở dưới bên kia rồi. Nằm Nam Thủy nha. Cô coi chỗ đây, đi bên đây.
Nhiều leo leo lên đây không? Leo đá đây. Mày có đường này. À. Cái chòm đá. Một chòm đá giữa núi này. Tuyệt đẹp. Nó tròn tròn mà hứa bám ở yên trên này này. Một xíu nữa lên tới đỉnh không? Đây là cái đường mòn hả cô? Lam là lá nào cô? Ồ hay vậy. À. Lá xâm lam giờ làm gì cô? À. Hay à. Dạ dạ. Là một nhiều lá lam cần nhiều lá không cô? Làm được một tô hả? Mới đứa nhỏ nó được trâu sao nó không thấy á, nó chưa thấy á. Wow, ở đâu có thấy hay vậy? Ờ, nó thấy là nó thấy rồi. Xâm lam rừng. Lại. Dạ. Một cây này là nó mọc quanh năm mà cô hái luôn. Mọc quanh năm luôn, nó mọc mình thấy rồi là chuẩn bị là nó nứt kia cái khác. Mình thấy rồi nó mới nứt còn mình không thấy đâu nó không nứt. Dạ. Hay á, nó nằm ở giữa đỉnh núi. Trên đường đi về thì mình có thấy được cái, có nhờ cái cô thể gặp được lá xâm lam. Nó nằm sâu ở tít tông tận ở phía tông bên này. Lá xâm lam. Lá này là nấu canh đồ ăn được không cô? Dạ rồi. Ừ. Không, dạ rồi mình làm có như canh lam đồ nấu lam. Làm bán á, người ta làm bán. Không, không dạ. Cẩn thận cô. Mình làm sao để biết nhận dạng được nó cô? Hồi giờ cô đi lâu quen hả? Cô nhìn là cô biết liền. Dạ. Thấy ngang đây là cô liếc mắt là cô biết liền. Nhìn là biết à. Vô nhìn thấy cây bạc ngàn toàn xanh hết, không biết cây nào là cây xâm lam. Thấy một hết cùng sốt. Dạ. Cẩn thận vô chỗ nào dễ hái thì hái. À, ở đây có mấy cái cây du dẻ tù bi rồi. À. Thường là mùa nó ta mùa hè có rồi cô. Ba tư. Giờ như mới thấy trái rồi mà chưa nó thấy mấy bông mà chưa có cái. Dạ. Đây là lá xâm lam này. Lá nó hình tròn tròn vòng cong nhọn này. Nhìn sao cũng giống như lá bình thường mà. Ủa cô có làm sao mà đỡ làm ra cá xâm lam không? À chết. Mình lấy túi mình được lại. Dạ. Cho nước giò rồi bỏ. Bỏ chút nang mực. Nang mực là cái gì cô? Dạ. Dạ nang của con mực. Kết hợp với lại cái lá cây rừng này nó mới đông, còn không có cái đó là không đông. À phải phải có lá cây rừng. Ừ. Nó là nang mực biển với lại
luôn. Dạ, rồi sau đó là đỡ quậy vào là nó đông lại. Nó đỡ khoảng bao lâu là nó đông lại con? Khoảng 1 tiếng hồ. Dạ, nhanh hả? Ừ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip nha. Cùng đăng ký kênh để theo dõi thêm clip mới nha mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người.